Sáng 13 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và đại diện các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, ông Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp thành phố đã thực hiện tốt chức năng của ngành, tích cực thể hiện vai trò trung tâm trong công tác phối hợp liên ngành đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp của ngành. Đáng chú ý, công tác xét phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố đạt 99,9%, không để xảy ra trường hợp bắt giữ oan sai hoặc vi phạm tố tụng hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố còn có một số tồn tại, hạn chế như công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số đơn vị chưa thật sự sát sao, hiệu quả. Một số vụ án hình sự giải quyết kéo dài, phải trả điều tra bổ sung nhiều lần hoặc bị tòa án cấp trên hủy để điều tra xét xử lại. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố trong năm qua. Theo Bí thư Thành ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo đảm luật pháp được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trên địa bàn, không để xảy ra án oan sai, đáp ứng được các chỉ tiêu hoạt động của ngành giao cho. Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với những tồn tại của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã được chỉ rõ tại buổi làm việc. Để khắc phục, ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đổi mới hơn nữa hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức của ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, hiệu quả, kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ, cải cách hành chính. Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phải là cơ quan mẫu mực về xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật của thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cần quyết liệt hơn trong cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng thực hành công tố, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tham nhũng, khắc phục tình trạng một số kiến nghị giám đốc thẩm bị chậm xử lý, tăng cường kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, đẩy mạnh việc kiểm sát thi hành án dân sự. 50 năm vừa qua.